Xin chào quý vị, anh chị và các bạn. Hôm nay mình đang ở Sơn Hòa, thị trấn Sơn Hòa. Mình đang Sơn Hòa, Gia Lan. Mình chia sẻ cho quý vị. Cầu sông Rinh. Ở đây có mấy cô bán có gì đây, rau gì đây mình coi thử. Rồi mình coi thử các bạn ơi. Bỏ cái rau đây rau gì với cô? Dạ. Rau giống. Về mình luộc mình ăn nên mình làm gì bớt. Nó ăn mì tôm cũng được. Ăn với mì tôm mà. Cũng có mì tôm nó không được. Cái đây nhà bớt trồng hay là sâu? Nhà đây nhà bớt trồng hay sâu? Đi núi rồi bà. Em núi mình hái về đó hả? Vậy nè. Đây hôm mai về. Mai hái về. Thôi quý vị ơi, cái đây bó đây bón ngay cái cầu sông Rinh. Ở đây là Sơn Hòa Gia Lan hả bác? Rồi bác bón cái bó này bao nhiêu bó vậy? 5 ngàn bó hả? 5 ngàn bó. Rồi nãy bác nói rau gì quay mất hè. Đây rau ran nè. Dạ. Đây rau ran. Rau ram hả? Rau ran. Dạ trình. Rau ram. Rau ram. Rau đây là mình về mình nấu canh hay là sao bác? Nấu canh hả? Nấu canh cũng được. Và sao cũng được. Rau đó. Rau đây là nấu cần. Rau đây. Cái đó là bao nhiêu một bó? Bó 5 ngon. Cũng 5 ngon luôn hả? Một bó 5 ngon. Đây mới về nè. Bón là cái đây của mình không hái đi núi hay là mình trồng bón? Ở trên núi. Mà trồng rau đó. Rau đó không biết cái chỗ mình ở trên núi là có rau đó. Rau dông là ở chỗ nước. Chỗ nào mà có đá, có cát là có rau dông. Trên núi không biết ở. Nếu ở trên núi là cái rau đó là không chịu khổ. Nếu khổ thì chết. Rau đây là rau có cái chỗ mà có rau dùng là có cát, có đá, có nước. Rồi cái đây về mình luộc ăn, luộc ngon lắm mà bác, luộc nấu canh rồi á, sôi quá. Rồi rau đây là nấu ăn và mì tôm cũng được, ăn không cũng được, sao cũng được, nào có nước cũng ăn được. Sống vậy được không? Sống không được. Thế nè. Rau bây giờ bác lấy cho con cái rau này, bác lấy cho con là cái đây là 2 bó đi. Rồi này thôi. Rồi đây ngày xưa có ăn rồi. Rau này có ăn rồi, thôi lấy cái này 2 bó. Rau đây là rau ranh ốc đá. Có ốc đá nói chung là ngon nhất rồi. Rồi bác lấy cho con 2 bó cái đó đi. Rau nó thấy lạ quá. Ở đây người ta mua cái đây nhiều đó mà bác. Lấy thêm 2 bó đủ hết chục cho. Không lấy nhiêu được rồi thì ăn thử. Đó cảm ơn bác. Cho về cho sao nấu ăn có mì tôm đó. Năm ngàn một bó. Thôi mình mua cho bác 2 bó này quý vị ơi. Bó ngày nào cũng bón ở đây hả? Nhà bác ở đâu?
ở bên kia. À, cái đây bà vô núi, trong núi có à? À, bác bón ở đây quý vị, à, ngay cả trong riêng đây. Đó. Rồi. Rau lá rất tươi, bớt hai mái hái này rất tươi. À đây bớt che cái chồi để khỏi mưa khỏi nắng. Rồi mấy cái lá gì đây nữa nè, lá này lá gì bớt? Tăng hợp à? Rau tăng hợp à? Sao em ngon lắm. À sao em? À cái đây mình cũng không có rành lắm các bạn. Đó. Cô nói chứ mà mình cũng không có hiểu cô nói gì. Cô là tăng tôm tăng hộp. Cô cô đây là người đồng bộ của bọn. Đó, người đồng bộ dân ở đây. Đó. À cô là người dân ở đây, đồng bộ ở đây. Đó. Năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi? Gần 80. Bữa mấy nè. Bây giờ gần 80 mà thấy mạnh khỏe mà nói chuyện lưu lắm. Bây giờ con biết mà tới bao nhiêu mà cô có ăn không? Cô nói là con thay đổi rồi. Cô con biết rồi. Cô có ăn uống có cái gì mà bí quyết gì đâu mà thấy khỏe vậy, ăn uống gì mà bí quyết? Khỏe. Đã ôm rồi, đây gần chết. À thấy khỏe mà. Cũng rồi. Có khỏe. Rồi. Đang tâm nuôi mà. À. Cái đây là một chiều bỏ đi bỏ đi hái rồi sáng ngày bón. À rồi rồi. Rồi cảm ơn cho công an bớt nha. Rồi cho đi. Rồi quý vị ơi, mình sẽ mua rau cho bớt rồi. Giờ mình nói chuyện với bớt xíu giờ mình đi. Rồi giờ mình đi qua cặp sông to mình chia sẻ cho các bạn quý vị. Đó, đây là cầu sông Rinh nha quý vị ơi. Đó. Cầu này hai bên không có hai bà thành. Nhìn cũng rất là nguy hiểm. Đó. Ở đây hai bên đây những cái bụi tre có những cái bông gì đó rất là đẹp đó, bông bụt gì đó. Mình quay lại cho quý vị coi. Đó, nhà tả gần cái bờ sông này. À, tuốt trên kia. Đó. Nước chảy thấy cũng dưới đó thấy cũng mạnh lắm.
Cái nước này là nó chảy xuống dưới thạch nhôm chúng ta các bạn. Thạch nhôm chúng ta sẽ chảy ra sông và xuống giờ khúc xuống qua ngải. Quý vị ơi, mình mới tới mình quay vòng cho quý vị coi cái cầu sông Rinh. Thì cũng nói chuyện người ta, nói cái đây là đạt sỏn, cái rau đây rau dấn. Rau dấn mà bớt là nó đạt sỏn là nó nằm ở trên núi Co với quý vị ơi, quý có. À, nó nằm ở trên núi Co với có cái cây rau dấn này. Cho nên là nó ăn cái này là bị trị bệnh khớp nữa. Đó. Cho nên mình thấy người ta nói về cái rau này nó trị bệnh khớp mà nó ở trên núi cao nữa quý vị. Đó, nên mà thôi mình mua thêm hai bón cho con thêm hai bón nữa đi. À, cái đây là đạt. Cái đây là đạt sỏn Sơn Hòa đó ạ. Đây là Sơn Hòa. Đạt sỏn không? Rau này nè. Đây là đạt sỏn. Gửi mày nè. Rồi. Nè quý vị ơi, mình mua thêm nãy hai bó rồi mà nghe là bác chia sẻ, cái chú hồi nãy kia chia sẻ là cái đây ở trên núi cao. Ừ. Đó mà nó ăn trị bệnh khớp. Trị bệnh khớp không? Trà xoắn Sơn Hòa. Đây là rau Sơn Hòa, thi trang Sơn Hòa. À, rau đâu? Rau thi trang Sơn Hòa. Đây là thi trang. Hả? À. Thi trang Sơn Hòa. Thi trang Sơn Hòa mà đạt xoắn ở đây. Ừ. Đạt xoắn Sơn Hòa. Rồi. Bớt lấy cho con hai bó nữa đó. Rồi. Đó này tiền đó. À rồi. Bỏ vô đây luôn. À bỏ vô đây luôn. Nó rớt không? Chạy thêm cái bô nữa đi. Hỏi thêm cái bô nữa cho đi xoa dặm nó rớt á. Ừ. Đi xoa mà. Ừ. Thôi thêm cái nữa đi. Đó. Thêm cái bô nó nữa đi. À đạt xoắn nha hoa. Rồi. Rau đây là rau không có thước cũng có gì. À mà đi núi cô mới có. Chứ có không có trồng được. Không. À, nếu mình trồng được âm nó mặn không? Không. Mình trồng nó không mặn à? Âm à, trồng. Ra tự nhiên. Ra tự nhiên. Ừ. Gửi mày nè. Ừ. Rau. Ở trồng đâu? Rau. Do mình thấy ra cái miền núi mà ra từ miền núi. À mình thấy nó quen quý vị ơi. Ờ. À, mình thấy quen. Mình không có biết. Mình thấy cái rau này lần đầu tiên mình mới thấy. Rau đây là rau đất rồng, không có thuốc, không có gì. Đúng rồi. Ra tự nhiên. Nè quý vị ơi, có cầm rau đây nè. Ừ. Nè không đó. Ồ, nè không có cầm y như là rau có. Rau đây là rau đặc biệt nè. Đặc biệt nhất à? Ừ. À, đặc biệt nhất quý vị. Rau đây là đặc biệt. Đó. Rau trên núi mà. À, mình thấy ngon quá nè. Người ta nói chị bệnh khớp với là cái rau này nó hiếm. Ừ. Cái mùa nó mới có hay sao lúc nào cũng có. Rau không có thuốc, không có gì. Rau nó có quanh năm không bớt? Rau đặc sản. Nó có quanh năm không? Hả? Cái rau này có quanh năm không? Không có cái gì ra đây ấy là quanh năm có miếng hay là lâu mới có mùa nào trời không mùa cũng có họ đi trên núi mà có vừa rồi hái vừa mới có chỗ chòm găng đây là không có. À đi núi cô có rừng núi cái chỗ nồi cao là mà có. À cái rau này rau dấn mà ở trên núi cao mới có quý vị. Rau dấn hả chị? À vậy này rồi đó. À. Trời cảm ơn bác. Chú thành phố mình là không có rau đó, rau cha chơi quá đi. Đúng rồi. Rồi. Một ngày là không à, ở thị trấn Sơn Hòa chỗ đây cũng miền núi nhưng mà phải đi trên núi cao nữa mới có. À, chỗ là Sơn Hòa, thị trấn Sơn Hòa là rau đây không có. À. Là họ đi cha chơi trên núi trên rừng á. À rồi. Rồi cảm ơn bác. Rồi. Rồi tới đây. Rồi. Đó mình nãy em gặp anh kia mình anh nói thì chuyện là mình thấy cái rau này nó đặc sản quá vậy. Nó đặc sản quá, nó đi núi cao quá. Quá có cho nên là mình mua thêm. Mình để mình về mình đi dành ăn hoặc mình cho người thân của mình. Đó. À với mình không có bón cái rau đó. Đó, ăn cào xong riêng. Đó. Rồi cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi video của mình. Mình quay chỗ cào sông Rinh và cái cô bán rau dấn rất ngon. Đó, rau rất đẹp sỏn của thị trấn Sơn Hòa. Đó, thì mình chia sẻ cho quý vị tới đây. Mình xin tạm dừng video ở đây. Và mình sẽ chia sẻ là cái
quang cảnh của thị trấn Sơn Hòa phần sau cho quý vị.